Xin chào mọi người. Vừa rồi giá BTC như vậy, nó sập xuống 60.000 vài trăm. Thì cái vấn đề vừa rồi nó sập như vậy đó là mình đã gửi những cái tín hiệu đó không chỉ vô hộp thư của những người đăng ký, nhưng những cái tín hiệu đó đã được mở khóa ở trên cái nền tảng Tiên Academy YouTube. Cái sự sập vừa rồi, ok, mình cân nhắc 33 ngày trước, và ngày nào mình cũng cân nhắc 33 ngày. Cái tình trạng ABC diễn ra 33 ngày. Mình giải thích nó 33 ngày, nó sẽ hồi lại cái vùng ngay bây giờ. Làm sao xác thực? Lên cái nền tảng Tiên Academy YouTube để coi những cái phát trực tiếp và những cái video tín hiệu. Rõ ràng là vừa rồi là mình mở khóa từ tháng 1 năm 2023 cho tới cuối, có nghĩa có tới đầu tháng 4 năm 2024. Đầu tháng 4 năm 2024. Thì ngay bây giờ mới trước chỉ có ngày mười mấy à. Có nghĩa là đã bao nhiêu ngày vừa rồi bạn, những cái video tín hiệu bạn đi lại bạn có thể coi. Ngay bây giờ nó đang nằm ở trên Tiên Academy YouTube để bạn xác thực tất cả những cái đồng, cũng giống như Solana vừa rồi nó rơi vô cái vùng như vậy, đúng không? Nó rơi tới cái vùng 150 mấy và 131 là cái vùng gì. Bạn có thể đi lên trên cái nền tảng Tiên Academy để xác thực tất cả đã mở khóa. Rõ ràng là từ tháng 1, từ ngày 1 tháng 4 tới bây giờ là đang không có mở khóa, bởi vì đó nó dành cho những người nào đăng ký. Nhưng bạn vẫn có thể đi trước ngày 1 tháng 4 năm 2024 để xác thực tất cả những cái tín hiệu, giống như Solana, cũng giống như BTC, cũng giống như Ethereum, cũng giống như đồng Avalanche, cũng giống như đồng Link, vân vân và vân vân. Cái sự hồi vừa rồi của bao nhiêu chục đồng như vậy, bao nhiêu cũng số lượng nhiều đúng không? Không tới chợ còn chục đồng như vậy thì đã được cân nhắc bao nhiêu tuần vừa rồi. Cũng giống như những cái đợt vừa rồi trước đây, là lúc mà giá nó lên 30 mấy ngàn, mình nói nó sập xuống 25.300. Đợt 1, đợt 2 thì nó tốn 2 tháng để nó đi quay lại cái vùng giá đó. Nó tốn 2 tháng trời để nó quay vùng cái vùng giá đó. Còn cái đợt này mình cân nhắc cho bạn, nó tốn 33 ngày để nó quay lại cái đợt giá đó. Và bất cứ một cái video tín hiệu nào mình cũng đập đi đập lại ABC, rơi vào nguyên cái khung giá như vậy. Cái khung giá đó là cái khung giá nào, bạn lên trên đó để coi. Và chuẩn là giá ngay bây giờ đó là nó ngừng rồi hay sao, hay là chuẩn bị nó sập tới tiếp. Và cái tín hiệu mới nhất nha, đã vừa rồi gửi vô hộp thư cho bạn. Vừa rồi là mình đã tín hiệu BTC qua cho bạn, mình đã tín hiệu Solana cho bạn. Biết rằng cái ngày chủ nhật và thứ bảy thường thường là mình không có làm, nhưng gọi là đây là một tình huống đúng không, khá là quan trọng, bởi vậy mình cập nhật cho bạn. Và chuẩn bị tới đây mình sẽ cắt ngắn cái ngày chủ nhật của mình và nhảy vô văn phòng để đẩy ra thêm thông tin cho cái nhóm đầu tư dài hạn, và cái nhóm nhận tín hiệu không thôi, tin nhắn không thôi, và cái nhóm nhận video để bạn biết chuyện gì xảy ra kế tiếp, để chuẩn bị bạn cài đặt những cái lệnh đó. Vừa rồi là có những cái lệnh chờ, vừa rồi nó đã cắn, ok. Và chuẩn bị tới đây là nó chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp, đã gửi thẳng vô hộp thư BTC và BTC và Solana, và mình sẽ cập nhật thêm những cái tín hiệu cuối ngày hôm nay cho bạn. Nhớ cuối ngày hôm nay là cũng là một cái thời điểm bay bổng chứ không phải là không. Cuối ngày chủ nhật, đầu từ ngày thứ hai, bạn muốn thắng cuộc chơi, bạn muốn làm ra được đồng tiền thì nó là vậy. Cuối ngày chủ nhật, đầu ngày thứ hai, xác suất cao, bay bổng. Vậy thôi, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này về tín hiệu. Chút nữa mình sẽ làm những cái video về những thông tin mới nhất cho bạn. Lúc mình đang ở ngoài, gọi là ngoài đường, đúng không? Mình đang ở ngoài đường, nhưng mình vẫn cập nhật được những thông tin mới nhất của tiền điện tử. Và mình sẽ làm những cái video cho bạn để bạn biết chuyện gì đang xảy ra ngay bây giờ. Vậy thôi, xin chào mọi người.